La montagne a la forme de la tête humaine. Voilà. Ou bien la forme comme la tortue. Bah, surtout, j'aime bien le vert. La montagne verdoyante avec l'eau émeraude. C'est super ici, hein? Pourquoi il y a des petits bateaux comme ça ou bien des maisons flottantes? Voilà, je crois que ce sont des petits sampans ou bien comme les kayaks qui se trouvent là-bas. On va regarder. Hoa cứ ra ngoài đi. Bây giờ thì nhà tàu đang chuẩn bị để bữa ăn tối đấy các bạn ạ. Công việc của họ là như thế. Thì trong tàu lúc nào cũng sạch sẽ. Ăn xong bữa trưa thì mọi người thay nắp, ils ont déjà changé les nappes pour le dîner. Ça veut dire que le travail continue pour les marins. En même temps, ils sont des marins, mais ils sont des serveurs. Ils travaillent, voilà, sérieusement sur le bateau comme ça. Maintenant, je suis en face du bateau. Ça veut dire qu'en face de la route des surprises. 2:47 là mình đi ăn luôn không? Vâng, 2:45 hay 2:45. Mình Anh đi muốn đi thuyền chèo chèo. ấy, một lần đi thuyền chèo hay đi kayak. Và đi, chẳng hạn nếu mà anh thích đi kayak thì đi, mà không đi thuyền chèo thì Cứ chẳng hạn. cô En face de nous, il y a une autre croisière. C'est passé comme le tour 2 jours et une nuit, comme nous, ou peut-être 3 jours, 2 nuits. Et mes copines qui vont monter peut-être à l'étage pour faire des belles photos. On va voir tout près les plantes naturelles sur les rochers. Il y a toutes sortes d'environ environ 600 000 espèces des plantes ici. Même il y a des herbes voilà, médicales précieuses qu'on a trouvées ici. Ou bien une sorte de plante qui s'appelle Sika. Sika en vietnamien vạn tuế. Có rất nhiều những loại cây vạn tuế mà người ta đã tìm được ở trên cái vịnh Hạ Long này. Và có rất nhiều những loại thực vật mà người ta không còn thấy ở trên thế giới. Mà ở đây những nhà nghiên cứu đã tìm thấy những cái cây thực vật quý hiếm ở đây đấy các bạn nha. Và tất nhiên là đây là một cái môi trường rất cần phải được bảo vệ. Bảo vệ thứ nhất là nguồn nước ở đây không bị ô nhiễm. Bảo vệ thứ hai là cứu những cái hải sản, nhất là những cái loại như tóc truy đấy, gọi là hello, để không bị mắc cạn hoặc không bị tuyệt chủng. Và là ông nè, dans l'archipel de la surprise, avec la côte de la surprise.